Bản tin quốc tế hôm nay cùng những nội dung đáng chú ý sau. Căn cứ không quân Nga bị UAV tấn công. Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ công nhận thất bại. Ai thuyết phục ông Biden rút khỏi cuộc tranh cử? Bà Harris liên tiếp nhận tin vui sau khi được đề cử. Israel bắt đầu hoạt động tác chiến tổng hợp ở dải Gaza. Căn cứ không quân Nga bị UAV tấn công. Truyền thông Ukraine đưa tin, quân đội Ukraine gần đây đã dùng máy bay không người lái UAV tập kích căn cứ không quân Milerovo của Nga. Theo truyền thông Ukraine, các UAV Ukraine đêm 20 tháng 7 đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sân bay quân sự Milerovo nằm ở tỉnh Rostov của Nga. Theo lời kể từ một số người dân địa phương, họ nghe thấy ít nhất 16 tiếng nổ lớn. Dựa trên những bức ảnh vệ tinh chụp ngày 21 tháng 7, có thể thấy vụ tập kích UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho một số công trình nằm trong khu vực bảo dưỡng máy bay của căn cứ. Đồng thời, kho nhiên liệu trong căn cứ trên cũng bị cháy một phần. Truyền thông nhận định, căn cứ Milerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 31 của Nga, đơn vị được trang bị nhiều chiến đấu cơ Su-30SM. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về thông tin trên. Ngày 22 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất 567.760 binh sĩ kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Chỉ tính riêng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong khoảng 1.050 lính. Quân đội Nga đã mất 8.284 xe tăng, 15.980 xe chiến đấu bọc thép, 21.138 xe tải và phương tiện cơ giới, 15.637 hệ thống pháo các loại, 900 hệ thống phòng không, 362 tiêm kích và 326 trực thăng, 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm. Một đoạn trích trong bản thông cáo viết: Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ công nhận thất bại. Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Chatter nói trước Quốc hội rằng vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là thất bại lớn nhất của Sở Mật vụ trong nhiều thập kỷ, nhưng chưa có ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Sứ mệnh trọng đại của Sở Mật vụ là bảo vệ các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta. Ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã thất bại, và Chatter nói trước Ủy ban Giám sát Hạ viện ngày 22 tháng 7. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lầm an ninh nào, bà Chatter nói với các nhà lập pháp, đồng thời mô tả vụ nổ súng của Butler là thất bại nghiêm trọng nhất tại Sở Mật vụ trong nhiều thập kỷ. Hầu hết các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và ít nhất một đảng viên Đảng Dân Chủ đều lưu ý rằng Giám đốc Sở Mật vụ đã từ chức sau vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Do đó ít nhất, cách giải thích của Chatter về toàn bộ trách nhiệm có vẻ bất thường. Bà Chatter cam kết sẽ hợp tác với cuộc điều tra về những gì đã xảy ra và thề rằng điều đó không xảy ra lần nữa, nhưng tiết lộ không một nhân viên mật vụ nào bị kỷ luật hoặc sa thải vì vụ việc ở Butler. Tôi hoàn toàn tin tưởng với nhân viên của Sở Mật vụ, họ xứng đáng được chúng tôi hỗ trợ trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ của mình. Chatter nói với các thành viên Quốc hội, tôi nghĩ rằng tôi là người tốt nhất để lãnh đạo Sở Mật vụ ở thời điểm này, và nói cho phiên điều trần. Trích dẫn cuộc điều tra đang diễn ra, bà Chatter từ chối trả lời toàn bộ câu hỏi của nhà lập pháp về âm mưu ám sát. Bà sẽ không tiết lộ có bao nhiêu quả đạn dược tìm thấy trên nóc tòa nhà mà tên sát thủ để xác định là Thomas Cook đã bắn ra, hoặc liệu Sở Mật vụ có bố trí đặc vụ trên mái nhà đó vào bất kỳ thời điểm nào hay không, hay tại sao không. FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra hình sự về âm mưu ám sát. Tổng thanh tra an ninh nội địa đã mở 3 cuộc điều tra riêng biệt về những gì đã xảy ra, và một cuộc điều tra của Quốc hội dường như cũng đang được tiến hành. Ai thuyết phục ông Biden rút khỏi cuộc tranh cử? Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử sau cuộc gặp với hai cố vấn thân cận nhất của mình, tờ Politico dẫn các nguồn thạo tin. Ông Biden hôm Chủ nhật tuyên bố ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông ủng hộ việc phó tổng thống của mình và Kamala Harris ra ứng cử. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều lần tuyên bố bà Harris sẽ dễ dàng bị đánh bại hơn nhiều. Theo ấn phẩm vào sáng thứ Bảy, ông Biden cho rằng chiến dịch bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Ông thay đổi quan điểm sau cuộc thảo luận dài với hai trợ lý thân cận nhất của mình. Theo nguồn tin, Mike Dignilon và Steve Ricciotti đến nhà Tổng thống Biden ở Delaware, nơi Tổng thống đang tự cách ly do bị mắc COVID-19. Dignilon được coi là chiến lược gia chính trị và là người viết diễn văn chính của Tổng thống Biden. Dignilon và Ricciotti cung cấp cho ông Biden thông tin về chiến dịch gây quỹ bị đình trệ của ông và trình bày dữ liệu thăm dò ý kiến của riêng họ cho thấy khó có thể giành chiến thắng trong bầu cử tháng 11. Tờ báo viết, ông Biden hỏi một số câu hỏi trong quá trình trao đổi quan điểm. Tờ Wall Street Journal viết, chính hai cố vấn trên là những người giúp chuẩn bị tuyên bố về việc Biden xuống cố đô vào Nhà Trắng. Trong khi đó, hãng tin Axios dẫn các nguồn tin tiết lộ Tổng thống Biden đã miễn cưỡng từ bỏ chiến dịch tái tranh cử của mình, một phần do lo ngại rằng
Phó Tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đối đầu với người bên đảng Cộng hòa Donald Trump. ACS chỉ ra rằng thời gian làm Phó Tổng thống của bà Harris đôi khi gặp nhiều khó khăn, một phần là do sự thay đổi nhân sự lớn và sự miễn cưỡng của bà khi phải đối mặt với những trách nhiệm rủi ro về mặt chính trị. Theo ACS, phần lớn nhân viên của bà Harris đã rời đi trong vòng 3 năm rưỡi qua. Các cựu trợ lý của Harris nói với ACS rằng tỷ lệ nghỉ việc cao, một phần là do cách Phó Tổng thống đối xử với nhân viên của mình. ACS viết, tuần tới sẽ rất quan trọng đối với bà Harris, 59 tuổi, để chứng minh những người nghi ngờ đã sai khi bà nhanh chóng cố gắng loại bỏ những đối thủ tiềm năng để trở thành đề cử của Đảng Dân Chủ. Bà Harris liên tiếp nhận tin vui sau khi được đề cử. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhanh chóng giành hàng trăm phiếu đại biểu ủng hộ chỉ vài giờ sau khi ông Biden đề cử. Theo số liệu thống kê từ tờ The Hill công bố, tính từ tối 21 tháng 7 theo giờ địa phương, bà Harris đã giành hơn 531 phiếu đại biểu. Dự kiến, bà Harris sẽ cần ít nhất 1.968 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đề cử của Đảng Dân Chủ. Toàn bộ số phiếu đại biểu trên của bà Harris tới từ 6 bang Tennessee, South Carolina, North Carolina, New Hampshire, Florida và Louisiana. Trong đó, bang Florida có số phiếu đại biểu ủng hộ bà Harris cao nhất với 224 phiếu, tiếp sau đó là bang North Carolina. Ở một diễn biến khác, nhóm chiến dịch của bà Harris tuyên bố quỹ tranh cử của bà đã nhận được gần 50 triệu đô la chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ. Từ lúc Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ bà Harris vào chiều 21 tháng 7, người dân Mỹ đã quyên góp được 49,6 triệu đô la cho chiến dịch của bà. Tờ The Hill dẫn lời phát ngôn viên nhóm tranh cử của bà Harris, Lauren Heath nói, theo nhận định của tờ The Hill, lý do khiến quỹ của bà Harris nhận được sự ủng hộ về tiền bạc nhanh như vậy là bởi Tổng thống Biden trước đó tuyên bố sẽ không tái tranh cử, đồng thời điều này cũng phản ánh bà Harris là lựa chọn khả dĩ nhất thay thế ông Biden. Israel bắt đầu hoạt động tác chiến tổng hợp ở dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố nước này đã bắt đầu hoạt động tác chiến phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhóm Hồi giáo Hamas gần thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza. Sáng sớm 22 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel đã kêu gọi dân thường Gaza tạm thời sơ tán khỏi những khu vực cụ thể của Khan Yunis. Điều này được thực hiện do thông tin tình báo cho thấy những kẻ khủng bố đang vận hành và bắn tên lửa ở những khu vực này, cũng như nỗ lực của Hamas nhằm tập hợp lại lực lượng của mình ở đó. Sau đó, lực lượng phòng vệ Israel bắt đầu hoạt động tác chiến kết hợp trên và dưới mặt đất trong khu vực là một phần của chiến dịch tác chiến. Máy bay và xe tăng, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công và tiêu diệt những kẻ khủng bố trong khu vực, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố. Trước đó cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel đã cảnh báo về việc điều chỉnh biên giới khu vực nhân đạo tại dải Gaza trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở phía đông Khan Yunis.